Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khỏe hơn, đẹp hơn. Và có thể thấy rằng trong những năm vừa qua thì mọi người cũng đang nhắc nhiều hơn đến các vấn đề về môi trường, bảo vệ môi trường sống của chúng ta cũng là điều mà được mà mọi người nhắc đến nhiều nhất với những cái biến đổi xấu trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Đặc biệt là hiện nay tại các quốc gia, cháy rừng, thiên tai, lũ lụt đang là những cái vấn đề chúng ta coi đó là câu chuyện của thiên nhiên, nhưng cái tác động đằng sau đó chính là ý thức và là những cái hành động của con người. Khi mà chúng ta không bảo vệ môi trường sống của chúng ta thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá như hiện nay. Và cái xu hướng sống xanh hiện nay cũng được nhắc đến nhiều hơn trong câu chuyện bảo vệ môi trường. Cái yếu tố đầu tiên đó chính là trồng nhiều cây xanh. Trồng nhiều cây xanh thì không chỉ là ở rừng đâu ạ, mà ở trong cái cuộc sống của chúng ta nữa. Ở ngoài vỉa hè chúng ta trồng cây xanh để khiến cho cái môi trường mát mẻ hơn. Khi mà chúng ta đi ra ngoài đường nắng, đúng không, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Hay bản thân trong nhà cũng thế thôi, chúng ta cũng có những cái loại cây xanh trồng ở trong nhà để khiến cho cái môi trường của chúng ta cũng thêm trong lành, dễ chịu, tốt cho sức khỏe, và hơn nữa cũng sẽ tạo một cái không gian sống thoải mái cho những cái người trong gia đình. Với rất nhiều những cái lợi ích từ cây xanh như vậy, thậm chí người ta còn nói là cây xanh còn có những cái năng lượng để có thể giúp chữa bệnh. Như đối với những gia đình có trẻ tự kỷ, người ta cũng khuyến khích là được gần với thiên nhiên nhiều hơn. Và như ở bên Nhật họ có một phương pháp họ được gọi là tắm rừng, hay là ở gần gũi với lại cây xanh. Trong nhà nếu trồng 1-2 cây, họ nói là có thể giúp cho tâm hồn của bạn trở nên tươi mới hơn mỗi ngày. Và cũng có một cái số liệu chứng minh rằng là con người hiện đại trở nên stress hơn, căng thẳng nhiều hơn, đó là bởi vì chúng ta thiếu giao tiếp với lại thiên nhiên, mà mình lại là một bản thể của thiên nhiên. Vì vậy nên họ nói nếu được thì hãy giúp cho không gian ở xung quanh nhà của chúng ta, ở trong nhà của chúng ta được tô điểm bởi những sắc xanh của cây, của lá, của những thiết kế nội thất, thì chắc chắn sẽ mang tới những cảm giác mới lạ cho chính gia chủ của căn nhà đó, và bên cạnh đó cho cả những người khách khi mà bước vào căn nhà của mình. Và không gian xanh thì cũng mang đến rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe của chúng ta và cho cả môi trường nữa. Nó sẽ có một tác dụng rất lớn đến tinh thần và cảm xúc của con người. Cho nên nếu như chúng ta xây dựng được một không gian xanh trong gia đình thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy khi mà bước vào không gian đó sẽ thư thái nhiều hơn, sẽ gần gũi với thiên nhiên hơn. Một ngày làm việc của quý vị nếu như có một không gian xanh chào đón chúng ta sau tất cả những gì gọi là vất vả khó nhọc, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là có thể stress đã được giải tỏa, có thể mọi thứ cũng sẽ thoải mái hơn, căng thẳng sẽ được giảm bớt, hay là cái việc mà chúng ta tái tạo năng lượng cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và rõ ràng rằng là cây xanh có rất là nhiều những cái công dụng như vậy, nhiều lợi ích. Và nếu như chúng ta may mắn có thể sở hữu được một căn nhà với một khoảng sân vườn rộng, hay là những cái không gian để có thể đặt nhiều cây xanh hoặc là những loại cây ăn quả nữa, thì chắc chắn sẽ có thể có được cho mình những cái không gian tuyệt vời trong việc là giúp cho sức khỏe của chúng ta về cả mặt thể chất lẫn mặt tinh thần. Thế nhưng với những gia đình ở trong thành phố thì có lẽ cái việc mà chúng ta nói rằng là một tấc đất thì sẽ quý hơn vàng là bởi vì sẽ khó khăn hơn cho họ với những cái gia đình mà sống ở trong thành phố, nơi đô thị đông đúc. Và điều này cũng sẽ có thể trở nên khó khăn hơn với những gia đình như vậy. Và không biết rằng là những cái việc mà họ sẽ tạo ra những cái không gian riêng cho chính căn nhà của họ thì sẽ như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Những hàng cây xà cừ xanh mát, phủ bóng trên con đường Kim Mã Nguyễn Trãi ngày nào, giờ đây chỉ còn là ký ức với nhiều người dân Hà Nội. Thay thế những con đường cây xanh, giờ đây là các dự án còn dang dở, với ngổn ngang cọc bê tông, đất đá hay những hàng cây con mới trồng, chẳng đủ che mát. Các dự án chung cư liên tục được xây dựng, khiến câu chuyện cây xanh tại Hà Nội càng thêm bức bối. Là một người dân trong khu chung cư Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, anh Phạm Văn Đăng và nhiều người dân ở đây không khỏi lo ngại khi mùa hè nắng nóng đã đến. Điều anh Đăng bức xúc là tại khuôn viên chung cư của nhà mình, cây xanh chưa được chú trọng. Các vườn hoa được xây dựng nhưng chỉ là các tiểu cảnh nhỏ, không có bóng râm. Khu vui chơi trẻ em không có một bóng cây che nắng cho các con. Cho em rất là ít cây xanh nên là rất khó để có thể đi chơi cùng với các bạn, đi uống nước hoặc là đi giải trí đâu đó. Cây xanh còn hơi bé, độ mà che phủ bóng râm mà nó vẫn còn chưa đủ. Các khu chung cư nào mà mới mọc thêm, có làm thêm ấy, thì hãy lên lưu ý và trồng những cây xanh to hơn. Chứ còn mà chờ mà cây xanh mà nó phát triển thành cây to thì mình thấy là nó hơi lâu, hơi mất thời gian. Chung cư thiếu cây xanh, ngoài đường cây xanh cũng không đủ bóng mát, là thực trạng không khó để nhận ra. Tại nhiều con đường ở Hà Nội như Mỗ Lao Hà Đông, Nguyễn Trãi Thanh Xuân hay Kim Mã Ba Đình, Nguyễn Chí Thanh Đống Đa, các hàng cây được trồng mới cũng gặp nhiều bất cập. Cây chẳng đủ tán mát, cây quá còi cọc hay cây trồng không phù hợp sinh trưởng nên luôn trong tình trạng khô héo. Hà Nội mà thiếu cây xanh thì quá đúng.
còn cắt tỉa hơi nhiều. Cây cao mà ấy thì tỉa thôi, còn đâu để cho người dân có cái bóng mát một tí. Chứ cứ tỉa hết đi, trơ trụi ra, có những bác lái xe ôm đấy. Nóng được dọc đường không có, về có vô như là phải như là ngã nắng. Có nên trồng những cái cây to hơn để cho mọi người làm việc có thể thuận tiện và tốt hơn. Nhưng mà trước khi lên trồng thì mình nên kiểm tra những cái cây đấy thật kỹ. Bởi vì cây to thì hiện tại là em thấy kiểu nhiều cây bây giờ nó cũng bị mục. Thực tế với nhiều đô thị ở Việt Nam, tỷ lệ diện tích đất dành cho cây xanh còn rất thấp so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, con số này chỉ đạt khoảng 2m² trên người, không đạt quy chuẩn và chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới. Việc trồng cây như thế nào, chăm sóc ra sao còn chưa thực sự được chú trọng. Cái người trồng và cái đơn vị trồng là không chịu đọc kỹ, không xem xét về cái chiều sâu. Cái việc chúng ta trồng là chúng ta trồng năm nay, nhưng chúng ta phải nghĩ đến là cây này nó tồn tại 20 năm, 50 năm, 100 năm trở lên. Đấy, cho nên chúng ta phải chọn những cây nó đúng chủng loại, làm bóng mát thì nó mới có ý nghĩa là bóng mát. Đấy. Rồi là nó không gây ảnh hưởng gì cho người. Đấy, cho nên là tất cả những cái đó chúng ta phải tránh và chúng ta phải chọn. Và thế giới người ta cũng quy định những cây gì là cây bóng mát. Thì Việt Nam chúng ta cũng nên theo và nên học tập. Trước thực trạng cây xanh thành phố vừa thiếu vừa yếu, cư dân Hà Nội đang phải đối mặt với một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất trong 27 năm qua. Đáng lo hơn, tình trạng này không chỉ của riêng Hà Nội. Nhiều thành phố khác cũng vậy, đã đến lúc vấn đề cây xanh đô thị cần được đặt ra, với sự chú trọng hơn nữa của các cấp chính quyền. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy ý kiến của các chuyên gia liên quan tới vấn đề cây xanh của đô thị. Có thể nói là ở tầm vĩ mô thì mọi người sẽ quan tâm tới những câu chuyện là cây xanh nào phù hợp cho đô thị để làm sao vừa đảm bảo trong mùa mưa bão không ảnh hưởng tới mọi người khi mà tham gia giao thông, và bên cạnh đó vẫn cung cấp được những cái lượng oxy và quan trọng nhất là thanh lọc không khí trong môi trường đô thị. Còn với mỗi một cá nhân, mỗi một cá thể có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể lựa chọn những cái cây xanh thật là phù hợp với gia đình của mình. Ví dụ như cá nhân Hồng Quyên thì có thể mình lựa chọn những cái cây đầu tiên là mình hợp với lại cái thể trạng của bản thân. Đầu tiên là cái cây đó phải sống được ở trong nhà. Cho dù nha bạn trồng cây đó mà nó có hệ thống nắng chiếu vào nhà bao nhiêu, nhưng mà vẫn là cây phải trồng ở trong nhà. Và cái thứ hai nữa là cây đó nó có phù hợp được với người ta gọi là mệnh của mình không á. Bởi vì cái đó nó liên quan tới cái luồng sinh khí tự nhiên thôi. Thì cái này á, để rõ nhất quý vị sẽ phải ra cái nơi bán cây. Và người ta rất là rõ về cái điều này để có thể cung cấp cho quý vị và các bạn những cái thông tin đó. Và chúng tôi cũng mong rằng là đối với tiểu mục Sống Khỏe ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đã có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện tầm quan trọng của cây cối ở trong cuộc sống của chúng ta, và mỗi một gia đình hãy trồng thêm một vài cây xanh. Từ đó chúng ta cũng có thể đưa ra những cái bài học yêu thương dành cho con nhỏ trong câu chuyện là chúng ta cũng sẽ phải biết chăm sóc những cái vật dụng xung quanh của chúng ta, tăng thêm nhiều tình yêu thương đối với các thành viên trong gia đình. Và chúng tôi cũng mong rằng là những thông tin này cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn thêm nhiều điều thú vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và nó cũng đã khép lại phần livestream của chúng tôi trên nền tảng Facebook và YouTube của kênh VTC9. Và để có thể tiếp tục đến với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý khác thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng bật màn ảnh nhỏ để tiếp tục theo dõi chương trình Nói về cuộc sống hôm nay.